Hello, xin chào cả nhà. Em mới về được vài con đồng hồ thông minh nha. Size ngang 40, càng 45. Đó, new chưa sử dụng nguyên hộp luôn nha cả nhà. Đây có giấy hướng dẫn sử dụng luôn. Đó, có kết nối Bluetooth qua điện thoại luôn nè cả nhà. Đây là cái app nha. Đó. À, theo dõi sức khỏe nè, bước chân nè, calo, khoảng cách, nhịp tim, ngủ, thể thao, huyết áp, oxy trong máu, đó đầy đủ chức năng luôn. Đây, đó, nó có phím nút xoay vật lý, nút nguồn và nút bên hông. Đó, dây này của nó nè, bao xịn luôn đó nha, chưa đục lỗ luôn nha, cái này là mới nha. Đó. Đằng sau nè, sạc nè, đây, sạc 500 nha, đó, hết nè. À, em phải bấm bấm sạc lên đó. Đây đó, à, có thông báo Facebook nữa nè cả nhà, đó thấy chưa, thông báo Facebook luôn. Đổi mặt đồng hồ nè. Đó, kim nè, đây là mẫu mới nhất năm 2023 nha cả nhà. Đó, em bán là 308, full box bao ship luôn, mới kèm sạc luôn. Đó. Nhiều mặt đồng hồ nha. Em cũng mới về thôi, chưa có dọc gì nhiều. Đó, như mẫu này thì nó có nhiệt độ rồi này kia luôn. Rồi vô màn hình chính ấn vô một cái nè. Còn ấn nhanh thì mình đổi giao diện nha. Thì giao diện mặc định là vậy nè. Đó, bây giờ mình vuốt xuống nè. Đó, Bluetooth nè, đèn nè. Đó. Phong cách nè, nhạc nè, kéo về là bắt nè, kéo qua bên trái nè, kéo qua bên phải là đổi giao diện nha. Còn ấn vô là mình vô giao diện nè, rất là nhiều chức năng luôn. Đó, có thông báo Facebook nè, Sky rồi Twitter, đo nhịp tim rồi đó. Rất nhiều, có đếm bước chân, tập thể dục thể thao nè cả nhà, đạp xe nè, đo huyết áp nè, nó rất là nhiều nha. Đó, app thì mình về mình quét cái mã ở trên điện thoại là tìm được app nha cả nhà. Nè, đâu rồi? Đây cả nhà, mình mở nè, nè có cái giao diện nè. Đó mình tải về. Đó. Đó nó có rung luôn, hình như chuông nữa nè cả nhà. Có nhạc chuông rồi nha. Rồi. 308 bao ship full box luôn nha. Còn cái sạc này em đang bán là cũng 308 nha, new. Sạc nhanh, Wood Tra 3.0. Đầu ra 22.5W nha. Đó. Rồi, em mời cả nhà nha.